đam mê dâng lên nơi con tim này. Cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi ba ba bự. Suốt chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Rồi các em thân mến, hôm nay thì thầy và các em cùng các cô các chú ở trong đoàn đến trường mình với thông điệp là thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao trí lực. Lứa tuổi của chúng ta là học sinh tiểu học, việc dành thời gian cho vận động, chơi thể thao, các môn nghệ thuật, dạy vũ đạo, ca nhạc sẽ mang lại nhiều điều ích tích cực. Đầu tiên các con là mang lại sức khỏe cho các con, sau đó là cơ thể chúng ta phát triển cân đối. Thứ hai là thông qua việc các con được rèn luyện từ nhỏ, bắt đầu từ đuổi như thế này, rồi chúng ta sẽ phát hiện ra, thầy cô sẽ phát hiện ra, nhà trường sẽ phát hiện ra nhiều em sẽ có năng khiếu về bản thân bạn ấy có rất nhiều yếu tố nhảy, hát và các môn thể dục thể thao khác. Tiếp theo là chúng ta rèn luyện ngay từ bây giờ đây nè, mặc dù hơi cực một chút xíu nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta rèn luyện như thế này thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe của mình, và đặc biệt là thầy cô sẽ phát hiện nhân tài sau này các con còn phục vụ cho các lớp lớn hơn, trường cấp học lớn hơn và ngành giáo dục của mình và trường của mình cũng tự hào hơn. Bây giờ nè, trong chúng ta ở đây nè, có ai biết cầu thủ Quang Hải không ạ? Ai biết là lớn lên nè? Cầu thủ Quang Hải của chúng ta rất là nổi tiếng đúng không ạ? Rồi bây giờ nói thầy thử một điều nữa ha, cầu thủ Quang Hải của mình là mặc áo số mấy? Thôi nói luôn là số mấy ạ? Rồi cho các con chạm bao tay, đúng rồi đó. Rồi tiếp theo nè, bây giờ bạn nào có mơ ước mình sẽ trở thành bác sĩ? Ồ, cũng khá nhiều nghe, giơ lên tay lên con, bác sĩ nè ha. Rồi bây giờ nè, giáo viên là thầy cô á, thầy hoặc là cô đó, ai ước mướn thành ạ? Có luôn. Rồi các chú công an? Có luôn. Phi công lái máy bay? Quá nhiều luôn. Rồi cảm ơn con ha, đó là điều chúng ta sẽ thực hiện đạt được trong tương lai. Còn bây giờ các con nè, trong chúng ta nè, ai cũng có mơ ước, ai cũng thể hiện ước mơ đó. Nhưng mà thể hiện ước mơ đó từ bây giờ, cố gắng học thật giỏi, nghe lời thầy cô. Rồi bây giờ nè, chúng ta cùng nhau thể hiện bài nhảy của mình thì các con hồi nãy đã làm rồi. Bây giờ thì các con có muốn mình tổ chức như thế này nữa không ạ? Muốn không ạ? Bây giờ hứa với thầy đi, nếu mà tổ chức lần nữa thì chúng ta có thể làm tốt hơn không? Sẵn sàng không ạ? Làm lại lần nữa có ai sẵn sàng không ạ? Rồi cảm ơn các con. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này. Cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bự. Suốt chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mến, hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến thắng vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta cùng nào? Tung bay lên nữa đi cho bao nhiêu đam mê có cùng.
sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bự. Sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mình, chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng ta